rồi nha. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình, lại là Vũ đây. Hàng năm vào những ngày mà cuối năm á, Vũ với đám bạn hay đi cắm trại. Hai năm vừa rồi là đã đi vào ngày cuối năm rồi, nên năm nay anh em lại rủ nhau đi cắm trại vào cuối năm. Đó, thì mình cũng muốn làm thành một cái tradition á, annual trip, là năm nào cũng đi, thành một cái truyền thống luôn. Thì năm nay anh em mình đã lên đường và đi thôi. Thì thường mấy năm trước á, là anh em mình chỉ có hai ba xe đi thôi, nhưng mà năm nay anh em mình rủ được hơi bị đông. Đây mình sẽ coi cho mọi người coi, mọi người thấy mấy chiếc không, tổng cộng là 7 chiếc xe nha. Lần này năm nay đông người đi chắc vui hơn nhiều lắm. Thì đây là xe thằng em mình hay đi, mình đây là thằng Lexus GX. Đây là xe Tacoma second gen. Còn đây là chiếc Toyota 4Runner nha. Chỗ này thì là chiếc xe của mình đây, Tacoma. Và anh em mình thì có chiếc Highlander. Chiếc này thì là chiếc xe gọi là nhỏ nhất. MDX. Cái đường lần này mình đi thì chắc cũng không đến nỗi, không cần gầm cao. Nên thêm một chiếc xe Tacoma nữa. Đó, tổng cộng là 7 chiếc nha mọi người. Đó, thì anh em mình đang xuống hơi để đi cho nó êm á, vô rừng đất đi cho nó êm. Đó. Nicely done. Jason phải đi lép chứ. Ok mọi người, thì anh em mình cũng mới tới chỗ để cắm trại rồi, chạy cả tiếng đồng hồ luôn. Hôm nay tụi mình có chạy lên phía trên kia cũng có một chỗ, nhưng mà chỗ đó có người, với lại chỗ nó không được rộng, không được đẹp á, nên anh em mình chạy xuống đây. Đó, như mọi người cũng đã thấy thì anh em đang chạy xe dirt bike. Đó. Thì nói chung về tới đây cũng 3 giờ chiều rồi, nên giờ còn siêu nắng nè, anh em tranh thủ ra chơi luôn, chứ không tiến đến trễ là không chơi được. Đó. Thì đây nguyên đám xe đây ha. Thì đây là hướng núi, là xe chúng mình. Còn hướng này nè mọi người coi nè, đây là hồ phía sau mình luôn, nhìn khá là đẹp luôn á. Nói chung view đây thì quá đẹp luôn.
Ok mọi người, thì nãy giờ anh em mình cũng chơi dirt bike, chạy vòng vòng, ngắm cảnh, nói chung vòng vòng đây. Thì chiều đến giờ thì chỗ kia anh em mình đã đốt được một đống lửa rồi. Tại vì bây giờ trời chiều xuống á, nó khá là lạnh, nó hơi gió một xíu nữa. Nên anh em mình đốt đống lửa để sưởi ấm. Và giờ ngồi chơi vòng vòng xíu. Chung thì đây cảnh mọi người thấy thì không, hoàng hôn xuống đây. Rất là đẹp luôn ha. Đó. Mọi người có thấy cái hơi thở mình không nè, nó lạnh cái đó luôn á, đó. Nó lạnh lắm, nên mình hai ba lớp áo rồi. Nhưng mà nói chung cảnh đây thì khá là đẹp luôn mọi người. Thì chiều giờ anh em mình cũng chơi dirt bike rồi tụ tập ăn uống, ăn tối. Nói chung chơi vòng vòng ngồi chill nãy giờ luôn. Đó thì giờ cũng đã khuya rồi. Giờ anh em mình đã chuẩn bị để đi ngủ. Thì giờ mình sẽ quay cái chỗ ngủ của mọi người cho mọi người coi ha. Thì ở đây mình có hai cái lều. Thì có khoảng 5 người ngủ trong hai lều này. Còn bên đây là cái lều của mình. Đây. Trên xe luôn. Đó, này là của mình. Lều của thằng em trên xe Lexus GX á. Rồi trên này cũng có một cái lều trên xe luôn. Đó, của thằng em luôn. Và bên này thì có một couple ngủ trên xe. Và bên này cũng có một couple ngủ trên xe luôn. Ý là bỏ cái băng ghế sau á. Ràng nằm ngủ. Đó. Đó, nói chung là chỗ ngủ của anh em mình là vậy. Còn đây, đó, giờ thì một số anh em sẽ ngồi chill, rồi một số người sẽ đi ngủ sớm. Đó, tại bây giờ cũng là 11 giờ hơn rồi, nói là sớm chứ cũng không sớm lắm đâu. Nhưng mà có một số anh em thì sẽ ngồi chơi nói chuyện xíu, đi chơi mà mọi người ngủ sớm làm gì. Ok, thì bây giờ chắc mình cũng ngồi chơi với một số anh em xíu thôi, xong rồi chuẩn bị đi ngủ luôn. Có gì mình sẽ gặp mọi người... và sáng mai ha. Kính chào mọi người. Good morning mọi người. Mọi người thấy cảnh ở đây buổi sáng thế nào? Đẹp không? Hôm nay nó có mây nhiều quá, nhìn khá là đẹp luôn. Nhìn trên mặt hồ cũng vậy, nhìn khá là đẹp luôn ha. Còn phía sau đây là núi nè. Đó, đẹp không? Mây mù quá, nhìn khá là đẹp luôn. Sáng nay thì nó có mưa xíu, mưa nhỏ thôi à, không lớn. Còn tối qua thì hình như không có mưa. Trời cũng không gió luôn, trời cũng không lạnh luôn. Nên ngủ khá là ngon luôn. Mình ngủ một giấc thẳng tới sáng luôn á. Nhưng hôm nay, lần này đi chơi thì khá hên. Không có mưa lớn và cũng không có lạnh. Nên chuyện ngủ thì khá là đã luôn. Thì sáng nay nè mình mới dậy. Mình mọi người thì đang pha cà phê. Chắc mình xin một ly cà phê rồi đi bộ vòng vòng đây. Oh, good.
Giờ thì trời đang mưa nè mọi người, mưa lâm râm thôi, không mưa lớn. Mình nghĩ trời này chắc mưa dài ạ. Giờ mọi người đang ngồi chơi nói chuyện ăn uống đồ, còn một nhóm thì đang bên kia bắn súng mọi người. Mình quay sơ cho mọi người coi khung cảnh đây thôi. Khá thơ mộng ha. Mọi người, thì anh em mình mới chạy ra tới ngoài đường nè. Đó, mọi người thấy cái xe mình không? Khá là dơ luôn ha. Thì mới chạy ra gần đường chính rồi, gần ngay đường chính này. Anh em mình đang bơm xe lên để chuẩn bị đi về. Thì đi về thì chỉ có mình với một người nữa thôi, tại vì tụi mình phải về trước, có việc bệnh. Còn mấy anh em kia thì vẫn còn ở lại chơi. Nói chung chuyến đi này khá ngắn ngủi nhưng mà khá vui luôn. Trời thì mưa xíu nhưng mà nó có cái vui cùng mưa, nó rất là đẹp luôn. Chuyến đi đã kết thúc, bây giờ mình sẽ đi về thôi. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình. Nếu mọi người thích thì nhớ cho mình một like để động viên cho mình nha. Và nhớ là nhấn nút subscribe để ủng hộ cho mình. Cảm ơn mọi người, gặp mọi người sau. Cảm ơn mọi người đã coi video của Vũ. Nhân tiện đây Vũ cũng muốn chúc mọi người có một năm mới thật là vui vẻ, khỏe mạnh và tràn đầy hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha.